Sao cậu ta lại giấu không nói cho anh biết chứ? Em còn nghĩ gì nữa vậy? Em gặp mặt anh, em cảm thấy khó chịu tới vậy sao? Chúng ta là bạn bè mà. Em có cần thiết phải xa lánh anh như vậy không? Em phải đi rồi anh à. Em chưa nói đàng hoàng thì chưa đi được đâu. Anh đã làm gì sai chứ? Từ trước tới giờ em chưa bao giờ đối xử với anh như vậy. Nói cho anh biết đi, có chuyện gì xảy ra? Em mau nói đi. Em nói với anh rồi, sao anh không chịu hiểu cho em vậy? Từ giờ chúng ta đừng... Nhưng mà tại sao? Em nghĩ Cao Ri sẽ thấy buồn vì chuyện này sao? Không, anh đi à, anh đã nói không rồi mà. Anh nói với em rồi, Cao Ri không giống như lúc trước nữa đâu em à. Cô biết chuyện của chúng ta nhưng cô ấy không nói gì hết anh đi à. Hay là cho em không tin tưởng anh? Được rồi, đi gặp cổ với anh, đi. Sadiq à, Sadiq à, anh buông tay em ra đi, em không muốn gặp cô ta đâu. Sadiq à, sao anh lì quá vậy? Anh không có quyền chất vấn hay bắt em phải làm theo những gì anh nói, anh nghe rõ chưa? Mau bỏ tay em ra đi. Em muốn nói chuyện với anh hay không thì đó là quyền cá nhân của em, nghe chưa Sadiq? Anh không có quyền bắt em phải làm theo lời của anh. Nhưng mà em cứ... Hai người đang tính đóng phim trai coi vậy hả? Đây là bệnh viện mà, mọi người đang nhìn kìa. Nếu như hai người muốn nói gì thì vào trong phòng mà nói chứ. Tôi không có gì muốn nói với hai người mà phải vào trong đó. Anh đi, đừng. Chúng tôi là bác sĩ ở đây, nếu cái miệng cứ la lớn giống như cô bây giờ, chúng tôi làm sao làm việc được hả? Làm ơn hiểu giùm cho tôi đi, tôi cầu xin cô đó. Vào trong đi. Anh ở đây rồi, cả em nữa, Cao Ri cũng ở đây. Em cứ việc hỏi thẳng Cao Ri đi, hỏi coi cô ấy có vấn đề gì nếu như chúng ta nói chuyện với nhau không. Làm rõ ràng mọi chuyện ngay từ bây giờ luôn đi, để sau này em không còn phải suy nghĩ gì nữa. Em sao vậy chứ? Sao em cứ tránh xa anh và Cao Ri hoài vậy? Cổ đang đứng trước mặt của em kìa. Em hỏi đi, hỏi cổ có khó chịu không? Tốt hơn hết cô nên rời xa ra cách, như vậy sẽ tốt cho cả ba chúng ta. Anh đang làm gì vậy ra cách? Nếu cô ta nói hết sự thật cho anh biết thì sao? Em cứ nói ra những gì mình nghĩ. Cao Ri đứng trước mặt em rồi kìa, nói đi. Cao Ri, anh nên đi, cô ấy không muốn nói chuyện với anh nữa. Dù tới Mumbai rồi cô ấy cũng không thèm gặp mặt anh luôn. Bởi vì trong đầu cô ấy lúc nào cũng nghĩ rằng em chính là nguyên nhân. Em mau nói cho cô ấy hiểu đi, em không có sao hết, em hoàn toàn vui vẻ, mau nói đi. Những gì em từng nói với anh, em mau nói lại đi. Anh đi, lúc đầu đúng là tôi không thể nào chấp nhận được. Thậm chí có vài lần tôi còn lớn tiếng với cô nữa. Nhưng anh đi, bây giờ tôi đã khác rồi. Nếu cô và Ragat chỉ là bạn bè thôi, tôi không sao đâu. Tôi cũng nói thật cho cô biết, tôi vui vì tôi đã hiểu ra rồi. Cũng nhờ có cô mà chúng tôi mới biết tình hình ở nhà. Vậy tốt quá còn gì. Tôi rất vui vì cô đã quên đi chuyện cũ mà nói hết cho vợ chồng tôi nghe. Chồng tôi cũng đã chia sẻ, nói rằng cô nên làm gì với bác mình. Tôi không hiểu tại sao cô lại không muốn nói chuyện với vợ chồng tôi vậy hả anh đi? Tôi không hiểu tại sao hai người lại quan trọng quá những chuyện này. Đối với tôi mà nói, hai người không là gì hết. Nếu như có niềm tin, có cảm xúc thật, thì chắc chắn sẽ nhận ra được nguyên nhân thôi. Người ở ngoài sáng
bị che mắt mất rồi. Họ không thể phân biệt được đúng và sai, và đâu là thật giả. Tôi nói ra bây giờ chỉ làm mọi chuyện tồi tệ hơn thôi. Tôi có việc phải đi rồi. Lasin, sao lại tới đây vậy? Tôi tới đây gặp lại vài người bạn cũ. Sao cô lại ở đây chứ? Chúng ta đi thôi. Quan đã anh đi. Em hãy nói rõ ràng rồi mới đi được. Hay quá. Kẻ nói dối cũng có mặt ở đây. Cậu nói với tôi là cậu tới đây chỉ một mình mà. Sao? Chính em kêu Lasin không được nói với anh là em có tới đây. Anh đi. Trời cát, có chuyện gì cãi nhau hả? Chúng ta vào trong phòng nói chuyện được không? Tôi không muốn nói thêm gì nữa hết, Gary. Anh đi. Trời cát, anh ấy có quyền hỏi cô về gia đình của anh ấy mà. Cô làm ơn hãy hiểu giùm cho anh ấy đi. Dù sao thì bây giờ hai người cũng là bạn bè của nhau rồi mà. Anandi, sau khi chúng tôi kết hôn với nhau, đây là lần đầu tiên cô tới đây. Cô có thể vì bà chồng của tôi được không? Cô hãy vào phòng nói rõ mọi chuyện đi. Liên quan gì tới bà? Jagat nói với tôi bà đang rất buồn. Tinh thần của bà hiện giờ không được ổn định lắm. Tôi đã có tới Sydney để thỉnh tượng thần về. Nghe nói đối với cô, thần linh cũng cực kỳ quan trọng mà. Nhờ thần linh cô đã gặp rất nhiều may mắn. Anandi, cô sẽ đưa tượng thần đó cho bà có đúng không? Hả? Sao cô lại suy nghĩ nhiều quá vậy Anandi? Chúng tôi có thể không còn quan hệ gì, nhưng mà vẫn luôn nhớ về gia đình của mình. Ít nhất là người bà đáng kính nữa, có đúng không? Chúng ta có nên làm như vậy không hả Lasin? Mọi người ra ngoài đi. Tôi đi bàn giao công việc cho người khác đã. Đợi tôi nha. Cô không bao giờ thắng được tôi đâu Anandi. Dám nói mấp mé để cho Jagat hiểu lầm tôi sao? Tôi sẽ đùa giỡn với cô từ từ. Cứ chờ mà thưởng thức đi. Phim hay sẽ còn ở phía trước. Không đâu, anh sẽ không mất nhiều thời gian đâu mà. Chút nữa anh xong việc rồi là anh sẽ đến nhà chị em để đón em liền luôn đó. Đáng đợi một chút đi, vậy nha. Khoan đã, Gary, em tính làm gì vậy? Jagat, anh cho em lái xe đi mà anh, đi. Bây giờ em lái xe giỏi lắm rồi đó Jagat. Anh biết là em đã học lái xe rồi, nhưng đã có anh đây rồi mà. Em đâu cần phải tự lái như vậy. Nhất là em đang mang thai, không thể được đâu, để anh lái cho em. Dạ được. Lên xe đi. Cô thấy chị chưa Anandi? Anh Jagat quan tâm tôi dữ lắm. Dù là tôi đã học lái xe rất đàng hoàng, nhưng mà Jagat vẫn không cho tôi lái xe vì anh sợ. Đúng rồi Anandi, tôi không biết là ở nhà cô có học lái xe hơi chưa vậy hả? Chưa. Chưa? Ồ, đúng ha. Ở dưới quê mà. Người dân ở dưới quê tâm lý của họ vẫn còn lạc hậu lắm Anandi. Nghèo khó quá cũng đâu có tiền mà mua xe hơi. Trên thành phố không ai can thiệp vào cuộc sống của ai đâu. Nhưng vì vậy mà cuộc sống ở đây cũng không dễ dàng chút nào hết.
Thời gian còn quý hơn vàng nữa. Ai cũng phải có thời gian để giải quyết công việc riêng. Cho nên nếu sống ở đây mà cô bị phụ thuộc thì phiền phức lắm. Đúng không anh? Hả? Sao? Segat, anh dừng xe ở cửa hàng thức ăn nhanh nha. Em muốn mua pizza cho mọi người ăn. Hình như Anandi không biết pizza là gì đúng không? Thậm chí là lần đầu tiên nghe qua. Nhưng mà không sao, tôi sẽ mua vài món khác nếu như cô không thể ăn pizza được. Đúng rồi, còn có đồ ngọt nữa. Anh biết không Segat, hôm nay là lần đầu tiên Anandi tới nhà của vợ chồng mình. Chúng ta phải chăm sóc cô ấy thật là tốt. Ba mẹ chồng em coi cô ấy còn hơn cả con gái ruột của mình mà. Hãy đối đãi cô ấy thật tốt, cũng là làm vui lòng ba mẹ mà, đúng không anh? Không cần đâu Gauri, Anandi không còn xa lạ với bánh pizza nữa. À phải rồi, em còn nhớ không em, hồi đó anh từng mua pizza cho em ăn. Em còn khen rất là ngon nữa đó. Lúc chúng ta tới đây á, hưởng tuần trăng mật em nhớ không? Anandi, nhà vợ chồng tôi chắc chắn không to bằng nhà của cô rồi đúng không? Nhà này chỉ đủ cho ba người mà thôi. Mọi người đang thắc mắc là tại sao lại là ba người đúng không? Bởi vì một người nữa sẽ đến nhanh thôi. Đây là kết tinh tình yêu của chúng tôi. Chỉ cần có tình yêu thì dù là nhà lớn nhỏ cũng đâu có thành vấn đề nữa chứ. Đúng rồi Anandi, cô đã đến đây được một ngày rồi hả? Nhưng tôi sẽ ưu tiên cho cô trước. Tôi sẽ tính ngày con của tôi ra đời, đến lúc đó tôi sẽ báo cho cô biết đầu tiên. Con tôi đương nhiên rất muốn được cô ban phước lành rồi Anandi. Anh đi vào trong lấy nước cái đã, ngồi nói chuyện đi. Anandi, để tôi dẫn cô vô phòng của tôi tham quan. Đi thôi, nhanh lên, đứng lên đi. Đi, đi. Vào đi. Đây chính là phòng ngủ của vợ chồng tôi. Có đẹp không hả? Trời ơi, anh Segat này đúng là kỳ thiệt đó. Cứ để đồ đạc lung tung như vậy. Ảnh nào giờ cứ bừa bãi như vậy đó. Tìm không ra đồ rồi lại quay ra la tôi. Ảnh chẳng khác gì một đứa trẻ mới lớn hết. Thiệt tình. Trời ơi, xem chút nữa tôi quên luôn. Chắc cô cũng thừa biết tật xấu của Segat rồi chứ gì. Ảnh có những tật xấu gì nè? Hả? Cô biết không Anandi, tôi với Segat đã cùng nhau trang trí căn phòng này. Có đẹp không? Cô có tin không, tôi với ảnh cãi nhau rất nhiều về chuyện này. Cái này nên, cái này không nên, phải làm sao cho hợp lý. Cái nào đẹp, cái nào xấu. Nhưng cuối cùng chúng tôi cũng tìm ra được tiếng nói chung. Chúng tôi đã được đền đáp bằng căn phòng này. Anandi, cô thấy cái rèm cửa không? Chính Segat đã chọn tấm rèm. Thiệt ra thì tôi cũng không rành rèm cửa cho lắm đâu. Chồng tôi ảnh đã chọn đó. Làm được gì bây giờ? Cho dù có muốn thay đổi cũng không thể nữa. Tấm hình em bé đó cũng do chính anh Segat mua về để tặng cho tôi. Anh nói nếu như ngày nào tôi cũng nhìn vào tấm hình đó thì con chúng tôi sau khi sinh ra chắc nó cũng sẽ mẫm ma mẫm mỉm giống như em bé đó vậy. Dễ thương hết sức luôn. Anh đi.
cô giúp tôi một chuyện đi. Chừng nào cô về nhà, cô nhớ nói với mẹ chồng tôi, con trai bà ấy đang sống rất hạnh phúc bên cạnh tôi. Con dâu của bà ấy sẽ chăm sóc tốt cho ảnh. Nói bà ấy đừng lo, tôi đây cũng đã rất vui mà. Cô thấy tôi hạnh phúc không? Cô cũng biết đó Anandi, trái tim một người mẹ làm sao có thể không có con mình được. Chắc chắn mẹ anh ấy phải rất lo cho Sagat đúng không? Nếu như mẹ biết anh hạnh phúc, mẹ sẽ yên lòng, đúng không Anandi? Cô nhớ nói nha. Gauri, em ra đây đi. Em ra liền đây Sagat. Cô cũng thấy rồi đó, xa tôi chưa được một phút thôi, anh lại bắt đầu thấy nhớ và lo lắng cho tôi rồi. Nếu anh ấy được lựa chọn, tôi tin là anh sẽ từ bỏ công việc ở nhà chăm sóc cho tôi. Thôi được rồi, trước khi anh lo lắng tới phát điên, chúng ta ra ngoài đi. Đi thôi. Mọi người ăn đi. Đừng ngại, cứ nghĩ đây như là nhà của cô thôi. Hôm nay chắc hẳn cô cũng rất bận rồi đúng chứ? Cô phải đói bụng lắm rồi. Đây nè, ăn đi. Tôi không ăn. Cảm ơn nhưng tôi không thấy đói. Gauri à, tự nhiên anh muốn uống trà quá à. Em pha cho anh đi. Anandi à, em cũng thấy gì rồi đó. Gauri đã thật sự thay đổi. Cô rất là niềm nở đối với em, và còn mời em về nhà chơi nữa. Như vậy thì tốt quá. Bây giờ cho dù anh gọi cho em hay em gọi cho anh đi chăng nữa, thì cả hai chúng ta cũng không cần phải suy nghĩ nhiều. Không cần phải lo là vợ của anh cậu có khó chịu hay là không. Anandi à, Gauri không còn buồn vì chuyện của chúng ta nữa. Em tin anh đi. Từ bây giờ em hãy quên mọi chuyện. Em kể chuyện ở lớp cho anh nghe đi. Có ổn không em? Mà bây giờ em cũng đã trở thành trưởng làng rồi. Em có trách nhiệm rất lớn đối với làng của chúng ta. Có nhiều việc để làm. Làm sao em lo hết được đây? Chắc là gặp rất nhiều khó khăn hả? Đúng không? Gauri, cô ấy muốn nhờ em đưa cái gì cho bà đúng không anh? Sagat, anh vô trong phòng với em một chút nha. Đợi anh nha. Trời ơi, em làm gì vậy? Đến làm cho. Em đừng có chồm người lên như vậy. Sagat, anh lấy giùm em tượng thần Ganesh xuống đi anh. Tại sao anh lại không biết chuyện này vậy? Em đi mua tượng thần này từ lúc nào chứ? Trả lời anh đi. Sagat, anh thì có khi nào để ý tới em đâu chứ. Thôi, anh mau lấy tượng thần xuống nhanh lên đi. Anandi đang chờ kìa. Được rồi. Cái gì đây chứ? Anh nhớ rất rõ cái tượng này là do một bệnh nhân đã tặng nó lại cho em. Vì em phẫu thuật thành công nên người ta muốn cảm ơn em. Giờ em lấy tượng này để tặng cho bà của anh sao? Em có cần phải nói dối anh như vậy không hả Gauri?
Jagat, em không muốn nói dối gì hết anh à. Cho dù anh có chấp nhận hay không, em biết chứ. Em biết là anh muốn nói chuyện với cô ấy, muốn hỏi Anna đi về chuyện gia đình. Bây giờ chỉ có cô ta mới giúp được cho anh. Em biết anh rất nhớ nhà và nhớ mẹ của mình. Jagat, em đã chứng kiến hết ở bệnh viện rồi. Tình cảm gia đình đã kiểm soát con người anh như thế nào em đều thấy rất rõ. Em hiểu là mình phải làm gì mà Jagat. Nếu em không lấy cái này làm cái cớ cho anh thì làm sao anh nói chuyện với cô ta được. Cô sẽ không bao giờ nói cho anh biết tình hình của bà anh đâu. Cô cũng sẽ không hé răng nói bất kỳ chuyện gì liên quan tới gia đình. Chính vì vậy em mới kiếm lý do để đưa cô ta về đây nói chuyện thôi. Em quan tâm anh nhiều quá. Em là vợ của anh mà. Nếu em không quan tâm anh thì em quan tâm ai bây giờ hả Jagat? Mọi người nói việc thờ phụng và tôn trọng thần linh là một việc rất quan trọng. Nhưng còn đối với em, việc làm cho chồng em vui còn quan trọng hơn gấp nhiều lần nữa kìa. Để anh vui, kêu em làm gì em cũng làm hết. Nếu chồng em mà buồn thì em cũng sẽ buồn lắm. Em có lý do cho nên phải nói dối anh và anh đi. Em mong là anh sẽ hiểu. Thôi, anh đi đang chờ chúng ta đó anh. Ừ, em cầm đi. Hãy gửi cái này cho bà chúng tôi bằng tất cả tình yêu và sự tôn trọng của mình. Tôi biết chứ. Tôi biết hai người muốn đưa tôi về đây. Cũng chỉ là vì lý do này. Sadiq ảnh rất quan tâm tới gia đình. Mặc dù ảnh đã bị gia đình từ mặt, anh rất muốn biết gia đình của anh như thế nào. Cho nên anh mới đưa em tới đây. Em đã nói với anh nhiều lần, gia đình chúng ta ai cũng khỏe. Sadiq à, em không thể nào nhận món quà này được đâu anh à. Thần linh ban phước làm sao em có thể nói dối gia đình mình được. Không sao đâu em à, cái này em có thể nói. Không được Sadiq. Em sẽ nói với bà như thế nào đây anh? Bức tượng thần này em lấy đâu ra? Chuyện này rất dễ giải quyết mà. Cô cứ nói là cô tới đền để thỉnh tượng thần về, đảm bảo là bà không thể từ chối cô đâu. Không cầu đi. Anh hiểu tính của anh đi. Cô không nói dối. Nhưng mà em cũng có thể nói là... Thôi được rồi Jagat. Nếu Anandi đã không thấy thoải mái như vậy rồi thì chúng ta cũng đừng ép cô ấy nữa. Không sao đâu Jagat. Không sao hết. Để em đi lấy trà cho mọi người. Thank you.
Làm như mình giỏi lắm không bằng. Chảnh như vậy hèn chi chồng bỏ là phải rồi. Từ khi bà trở về nhà, mọi thứ được trở lại giống như trước. Em sao vậy? Hãy nói gì đi chứ. Bộ có chuyện gì xảy ra sao? Mà bà có biết chuyện ở nhà hay là chỉ nghi ngờ thôi? Bà nội mình đã biết hết mọi chuyện rồi anh à. Thậm chí là trước khi về tới nhà, bà đã biết có chuyện gì đó xảy ra ở nhà mình. Vì quyết định của em mà gia đình chúng ta mới chia năm xẻ bảy giống như bây giờ đó anh à. Đủ rồi, không cần nói gì nữa, không cần đóng kịch trước mặt mẹ. Mấy đứa có biết là mấy đứa diễn dở thế nào hay không? Trước khi mọi chuyện đi quá xa, cháu nên biết giới hạn mình ở đâu và nên chấp nhận sai lầm của mình. Nguồn gốc của tất cả những chuyện này đều là do cháu. Cháu còn quá trẻ và cần nhiều bài học. Cháu nên nhớ mình là cháu dâu trong gia đình bà, nhưng cháu lại hành động như trưởng lạc trong nhà bà. Anh không tin chuyện này. Sao bà lại nghĩ em là người sai chứ? Chuyện này đúng là không thể nào tin được. Thật tiếc khi phải nghe điều này. Chắc là cô cảm thấy buồn lắm đúng không? Gặp chuyện này ai mà không buồn được chứ. Thậm chí nếu là tôi còn bực mình nữa kìa. Cho dù cô có phạm sai lầm thì bà nội cũng không nên đối xử với cô như vậy mới phải chứ. Thôi đủ rồi, cô ấy không có lỗi gì hết. Sao em lại nói cô ấy có lỗi chứ? Không Sagat, ý của em không phải nói anh đi có lỗi. Anh đừng hiểu lầm. Cô đừng nghĩ vậy, tôi không có ý nói tất cả chuyện này là lỗi ở cô. Cho dù cô có làm gì đi chăng nữa, đây cũng không phải lỗi của cô. Cô làm đúng chứ không sai gì hết. Nhưng mà Anandi, nếu như cô đặt mình vào hoàn cảnh của bà, cô sẽ hiểu bà đang cảm thấy thế nào. Bà rất yêu thương cô, thậm chí thương cô còn hơn cả cháu gái ruột của mình. Chỉ vì cô thôi mà từ bỏ luôn cả cháu mình kìa. Và cho tới ngày hôm nay, cô lại được mọi người bầu chọn làm trưởng làng nữa đó chứ. Nhưng rồi cô thấy đó, cô làm cho con trai của bà mất mặt trước mặt nhiều người. Làm sao bà có thể chấp nhận được như vậy? Đây giống như là một sự xúc phạm gia đình anh vậy đó. Làm sao bà có thể chịu được? Không, tôi nói như vậy thôi. Với lại, nếu cô coi họ như là người ngoài, cô có thể dễ dàng làm điều đó. Nhưng giờ cô lại đối xử với bác của mình còn thua một người ngoài nữa. Cô không binh vực người nhà của mình, bà đương nhiên sẽ thấy rất giận rồi. Cô có hiểu nãy giờ tôi nói gì không Anandi? Anandi chỉ làm những gì mình cần phải làm thôi em à. Để nhận chức trưởng làng thì phải làm tròn bổn phận của mình chứ. Cô không có ý muốn làm tổn thương bất kỳ ai, nhất là người nhà của anh đâu em à. Anh hiểu con người của cô ấy. Phải Sagat, nhưng mà cô đã diễn kịch xong chưa vậy hả Gauri? Những chuyện gì đã xảy ra ở làng của tôi thì cô biết được cái quái gì mà ngồi đây phán như là đúng rồi vậy hả? Anandi, cô ấy là trưởng làng của chúng tôi đó. Nhiệm vụ của cô ấy là đòi lại sự công bằng cho mọi người, bất kể người đó có là người trong gia đình hay là người ngoài. Tôi thấy cô vừa đánh người ta rồi vừa xóa như vậy, cô diễn kịch nãy giờ không mệt sao? Cô nói như vậy chứng tỏ là con người cô không ra gì hết. Anh nói tôi thì hay lắm là xin, nhưng mà nếu gia đình anh cũng bị nói xấu như vậy, anh sẽ phản ứng thế nào hả? Có chấp nhận được không? Đủ lắm rồi. Nói tới nói lui thì cô cũng chỉ muốn nhấn mạnh việc anh đi làm là sai thôi.
Cô thì biết cái gì chứ? Đúng ở chỗ nào, sai ở chỗ nào, nhiều khi người ta nói như vậy nhưng bụng người ta lại nghĩ khác. Một người khi đã phạm sai lầm quá lớn rồi thì người đó không có quyền nói người khác phải sống như thế nào đâu. La Xin, anh đừng nói nữa, đừng làm mọi chuyện tồi tệ hơn được không? Cô nói cái gì hả? Ai là người ngoài chứ? Ngay trong chính ngôi nhà của cô thì cô cũng không được tha thứ đâu, cô đi à? Tôi nghĩ ba mẹ của cô chắc hẳn phải tự hào về cô lắm đó. Tự hào bởi vì con gái của họ sống tốt để trở thành người có ích. La Xin, không chỉ mấy ngày hôm nay đâu, cả xã hội này sẽ còn nguyền rủa những người con gái như cô dài dài kia. Cô đã đang tâm phá nát một gia đình đang hạnh phúc thì sao hả Gary? Bình tĩnh đi mà La Xin. Cô có biết là việc làm của cô độc ác lắm không vậy hả Gary? Cô cứ giả vờ như mình là một cô gái ngây thơ vậy. Cô ngây thơ đến độ cô phá nát cả gia đình của người ta luôn đó. Cũng chính vì cô mà ba mẹ người ta không thể nhìn mặt con trai của mình luôn kìa, cô biết không? Cô hãy sống tốt đi, rồi thần linh sẽ ban nhiều phước cho cô. Thôi được rồi, La Xin à, cậu không được xúc phạm cô ấy. Gary, cổ này vào của tôi. Cậu không có quyền đổ lỗi cho vợ của tôi, cô ấy không có lỗi, hãy câm miệng lại đi, nghe chưa? Vợ cậu à, hình như là cậu vẫn còn chưa hiểu vợ có nghĩa là gì. Cô nên biết giới hạn của mình đi. Cô ta là ai mà có quyền nói anh đi nên làm như thế này hay là nên làm như thế kia hả? Tại sao cậu lại đưa anh đi tới đây? Vì cô ta, cái người mà cậu gọi bằng vợ kia kìa. Không lẽ là cậu không nhìn thấy gì hay sao? Nãy giờ cô ta chỉ đóng kịch thôi, tại sao cậu lại... Ta xin vì thần linh anh làm ơn đừng có nói nữa mà. Regat, anh nói anh ấy đừng có lớn tiếng nữa. Tự nhiên em thấy chóng mặt quá, em không thể chịu được căng thẳng đâu. Tội con của chúng ta quá. Gary, em ngồi xuống đi. Đừng nói hoài, đóng kịch đã trở lại rồi. Cậu hãy câm miệng lại cho tôi. Cậu có cái đầu hay không vậy La Xin? Cậu không nhìn thấy vợ tôi đang mang thai hay sao? Nếu như có chuyện gì xấu xảy ra với con của tôi sẽ giết chết cậu, nghe rõ chưa? Tôi sẽ giết chết cậu. Cứ việc la lối nữa đi. Tôi đưa Anandi về đây cũng chính vì điều này. Kế hoạch của tôi đã thành công rồi. Vậy cho dù có Anandi, Jagat vẫn đứng về phía tôi đã chiến thắng. Chiến thắng thật rồi. Mẹ có nhìn thấy gì chứ mẹ? Người như mẹ sao lại so với con được chứ? Hai người dừng tay lại đi. Sao hai người cứ phải như vậy thì mới được? Anh nên lo cho sức khỏe của vợ mình đi kìa. Còn anh La Xin đủ lắm rồi không? Đó, ra khỏi đây hả? Đi. Mình mà anh đi à? Anh đi ra ngoài đi. Được rồi, ổn rồi, sẽ không sao đâu. Để tôi xuống bếp lấy nước. Cô đi, em sao rồi? Hả? Nè, em uống nước đi. Cô thấy sao rồi Gauri? Cô không sao rồi em à? Cũng may quá, anh cứ sợ là... Em đừng để ý tới những lời của La Xin nói nữa. Em cũng biết bản chất của cậu ta rồi. Cậu ta không biết nghĩ cho người khác đâu. Em đừng để cậu ta làm cho mình phải tức giận. Nghỉ ngơi đi em. Dạ Regat, anh nói đúng. La Xin đó không tự thủ đoạn nào để hạ thấp con người của em. Em không hiểu Anandi suy nghĩ thế nào. Sao cứ nghĩ con người của em xấu xa vậy? Em đâu có làm gì cổ đâu. Regat, sao Anandi lại không chịu cầm tưởng thần? Chuyện đâu có gì đâu anh. Em cũng chỉ muốn thể hiện tấm lòng với bà một chút thôi. Em chỉ muốn bà thấy vui hơn.
Vậy sức khỏe của bà cải thiện hơn. Em làm vậy có gì là sai chứ? Anandi, cô ta có cần phải làm lớn mọi chuyện lên như vậy không? Mẹ cho gọi tụi con hả mẹ? Phải. À, mẹ đang suy nghĩ về một vấn đề đó Vasan. Sức khỏe của dì con chắc con cũng đã biết rõ rồi đó. Chúng ta nên cầu xin thần linh phù hộ. Chuyện gia đình mình nữa, bữa giờ biết bao nhiêu chuyện xảy ra, ai biết được nếu như thành tâm cầu khấn thì thần linh sẽ nghe thấy thì sao hả con? Nếu có thể con với vợ con mai tới đền đi, cầu xin thần Devi phù hộ cho dì con cũng như phù hộ cho gia đình của chúng ta. Dạ được thưa mẹ. Nếu con có việc quan trọng cần làm thì cứ nói chuyện với Hadron, nó với vợ nó sẽ đi tới đền thay cho con. Dạ không sao. Công việc lúc nào mà làm không được chứ. Không có gì quan trọng bằng sức khỏe của dì đâu mẹ. Sáng ngày mai con với vợ con sẽ tới đền cầu nguyện ngay. Đi từ lúc mặt trời mọc, nhưng mà hai đứa phải nhớ là về nhà trước khi trời tối biết chưa? Con biết rồi thưa mẹ. Hồi nãy cô ra sức binh vực cho cô ta rồi bây giờ cô khóc làm cái gì? Tôi thiệt tình không hiểu Sinic như thế nào nữa. Cậu ta có mắt hay không vậy? Cô ta đóng kịch một cách trắng trợn như vậy, người mù cũng có thể nhận ra được điều đó mà. Tôi không biết là cái người tên Gaudi thối tha đó thật ra cô ta đang muốn cái gì nữa. Cô định là sẽ trở thành người tốt tới bao giờ nữa đây? Cô bị nói đến như vậy, cô không thấy tức giận hay sao? Tôi mà là cô thì hôm nay cái cô Gaudi đó đã chết với tôi rồi, sao mà nhịn được chứ? Đôi lúc trong cuộc sống này lòng tốt không có được báo đáp đâu Anandi à. Những con người đê tiện như cô ta thì càng không bao giờ biết nhớ ơn ai hết. Nếu như hai bác mà biết cô bị ức hiếp như vậy, chắc chắn hai bác sẽ không để yên cho Zadis với lại cô ta đâu. Đừng la xin. Tốt nhất chúng ta đừng có nói những chuyện xảy ra ở Mumbai cho người nhà của tôi biết. Nếu như mà họ biết họ sẽ càng thấy đau lòng hơn mà thôi. Là xin, sao anh lại không chịu nghe lời tôi nói gì hết vậy? Anh không được nói chuyện này cho ai biết hết, nghe chưa? Có được không hả La Xin? Thôi được rồi. Chờ tới ngày mai thôi. Đến ngày mai là mọi chuyện sẽ xong xuôi. Không thể nào cứ tiếp tục kéo dài như vậy được đâu. Cái gì cũng có giới hạn của nó. Ai là chủ của căn nhà này hả? Bọn chúng quên hết rồi. Giờ chỉ còn biết ngồi cầu xin thần Devi thôi. Nếu như mọi chuyện đều diễn ra theo đúng kế hoạch thì quá tốt rồi. Còn nếu như ngược lại thì có thể đây là ý của thần linh, đành phải chấp nhận chứ sao. Phải cứ chờ mà coi mọi chuyện sẽ diễn ra thế nào đi. Thôi nha. जानता हूं आनंदी,
बहुत दुख हुआ होगा। बस यही उम्मीद करता हूँ कि जैसर में सब जल्द से जल्द ठीक हो जाए और सभी को इस बात का पूरा विश्वास भी हो जाए कि तुमने जो किया बिल्कुल सही किया। गौरी जो भी सोचे पर मुझे नहीं लगता कि तुमसे कोई गलती हुई। सही ना हुआ, अब इसका इंसाफ होना चाहिए, उस बात पे न्याय मिलना चाहिए। तो न्याय के लिए पंचायत बैठेगी घर के बीच, और पंचायत का सरपंच होगा बसंत, वो बतावेगा सही के गलत के।